đo từ chân xuống 15 đi về thằng này. Nó đóng theo pha, bây giờ đo, bây giờ auto là nằm bên này đúng không? Nhìn nè. Auto nhìn ra đúng không? Thì đo thời gian này nằm ở đâu? Đo. Chuyển qua cái đồ chích. Đo cho 15 16 á. 16 18 á. Đúng không nữa, cứ đo hết vậy thì hiện ra. Đó chưa? Đúng chưa? Rồi bây giờ đo từ cái đầu phía dưới của nó, từ ra về đó đúng không? Đâu, chỗ nào? Hả? À, hai này nó làm nó đúng y cái kiểu đó rồi. Thêm mưa đập. Rồi bây giờ anh đo, em đo em xác định được thằng này chưa? Rồi, bây giờ em xác định anh cái số phao, cái chân phao là cái chân như thế nào? Chân phao là luân phiên. Và luân phiên nó lấy kiểu này, bây giờ em xác định cho anh đo thử ngay chỗ này cái dây phao. Dây này phải dây phao không? Dây phao ở đây nè, em đo một trong hai chỗ này, em xác định cho anh chỗ này. Anh nghi ngờ cái này là có phao. Sợ nó chừa ra xong. Này không phải. Cái chỗ này mới mở ra chỗ nào đây? Đây mở hang này. Mở chỗ hang này hả? Em đo thằng này về cho anh thằng này. Tại vì tủ máy này nó làm gì cũng khác à. Nó không có làm được theo đúng cái ý của anh. Điện này nó nhanh lắm. Thôi. Nó đúng không? Này nó về đây nè, đây nè, coi nó. Đúng không? Cầm này là cầm này cái gì đó. Đúng rồi. Bây giờ là chỗ nào có lửa, chỗ nào bụi đâu. Đo thằng này. Thằng này nếu mà chân này em đo một trong hai chân. Cái chân này như vậy sụt. Bảo đảm là nó sẽ không bị sụt. Cái này chân bụi. Ai không biết nó lấp kiểu này. Chân bụi mà đâu có đỏ hả? Không phải. Bề phao không phải, em đo chỗ này. Nghe quý gọi theo ngày nó về đâu má nó đóng, nó đóng có tủ anh không hài lòng một tiếng luôn. Đóng sửa thằng sau sửa trước này. Không phải nó đi không đúng nguyên lý anh chỉ số 15 đúng không? Về A1 A1 với 15 đúng không? Đúng rồi, A1 15. Bây giờ vậy hả? Không quan tâm ha. Bây giờ xác định cho anh hai cặp luân phiên này. Thứ nhất là cặp này, một cặp. Cặp thứ hai tháo banh ra làm lại, bơm đầu ra. Đây, cặp này được chưa? Đo con thêm mơ, xác định con thêm mơ thứ con thêm mơ này á, hồi nãy đo về đâu rồi? Con thêm mơ này ở đây là đo ở đâu? Đây này đúng không? Này nằm đây này. Con nào? Rồi một con, rồi con này em xác định con này nằm ở đâu? Anh chỉ cho cách đấu luôn. Còn giờ con đo con đầu ra đúng không? Đo con đầu ra nó nằm 2 phía trên. Đo đây, để bên phía bên tự động là phía bên phải. Tự động là bên phải. Động đó. Đúng rồi, bên tự động á. Nếu con này mình đo được xác định được rồi. Rồi, con đo kia đi, hai con này, con hai con này đo đi. Đo về xác định thêm mơ nằm thêm mơ. Anh nghĩ nó nằm ngoài bìa á. Nó luôn đúng không? Hồi nãy con rồi, con đó phải không? Con này hồi nãy đo đó. Con nó ngoài. Đúng rồi, hai con ngoài. Hai ngoài đúng không? Ừ. Bây giờ đường này nghe nói nè, đối với thêm mơ bây giờ là cắt nguồn độc lập, coi thử là cái switch này lấy A1, đo trừ chân A1 này lấy từ nó lấy từ đâu, từ qua cái switch nó nằm này, đo thử có phải nó về A1 không, đúng không? Có bút viết ra vẽ nha, đúng không? Đúng giờ nó lấy kiểu đó đúng không? Bây giờ là như thế này, lấy bút phí ra vẽ cho cái kiểu nó làm. Có bút anh đưa đây.